Xin chào mọi người, mình là anh gà trống. Rất vui gặp lại mọi người. Rút kinh nghiệm mùa Tết năm rồi không có đủ hàng bán cho mọi người. Năm nay anh em Rooster tranh thủ chuẩn bị hàng cực nhiều cho anh em mua sắm, tránh tình trạng bị hết size như năm rồi. Đợt này về thêm nhiều mẫu mới với màu sắc đa dạng hơn. Điểm nhấn năm này với 3 màu mới là màu nâu bò, nâu cà phê và màu nâu đỏ. Lên chân cực đẹp, cực phong cách luôn nha. Với hai mẫu cáp toe Oxford và hâu cắt sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho anh em công sở. Phối đồ cực dễ mang đi làm hay đi chơi cũng khá ok nha. Địa chỉ 22A Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cách trà Tiên Hưởng 50m về hướng cầu Rạch Ngỗng. Zalo 0932 003143. Mình là anh gà trống. Xin chào mọi người.